Kính chào các bậc phụ huynh, mến chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Có lẽ các con đã chuẩn bị sẵn sàng về dùng học tập rồi phải không nào? Cô trò mình cùng điểm lại nhé. Đầu tiên, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa toán 2, tập 2. Vở bài tập toán 2, tập 2. Tập viết. Các con thân mến, mở đầu tiết học cô trò mình sẽ cùng với hai bạn thỏ trả lời câu hỏi qua trò chơi trò chơi có tên hỏi nhanh đáp lẹ chào các bạn hãy quan sát và cùng trả lời câu hỏi với chúng mình nhé hãy quan sát trên màn hình và cho biết biểu đồ tranh có tên là gì à đó là biểu đồ tranh có tên số que tính trong mỗi hộp thế trên biểu đồ có những hộp nào à trên biểu đồ có hộp a hộp b hộp c các bạn quan sát biểu đồ xem và cho biết hộp nào có nhiều que tính nhất đáp án của chúng ta là hộp B có nhiều que tính nhất. Qua trò chơi, các con đã nhớ và khai thác được biểu đồ tranh rồi. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng làm quen thêm với yếu tố thống kê, xác suất qua bài. Bài 66. Chắc chắn, có thể, không thể, trang 106, 107. Qua bài này, cô trò mình sẽ làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới thuật ngữ chắc chắn có thể, không thể, thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi xuất phát từ thực tiễn. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 106, 107 để cùng khám phá với cô nhé. Cô mời các con quan sát tranh. Nhìn vào tranh, các con thấy có những bạn nào? À, đó là bạn Mai, bạn Việt và bạn Nam phải không nào? Phía trước mỗi bạn có gì? đúng rồi phía trước mỗi bạn có hộp bóng quan sát xem hộp bóng phía trước bạn mai có quả bóng màu gì đúng rồi phía trước bạn mai hộp bóng có bốn quả bóng xanh thế hộp bóng của bạn việt à hộp bóng của bạn việt có ba quả bóng màu đỏ và một quả bóng màu xanh đấy các con quan sát hộp bóng của bạn nam hộp bóng của bạn nam có hai quả bóng màu quang hai quả bóng màu đỏ ôi các bạn đang làm gì thế à mỗi bạn mai việt và nam lấy một quả bóng trong hộp như hình dưới đây mỗi bạn lấy một quả bóng màu xanh để tặng robot đấy vì robot thích quả bóng màu xanh vậy các con hãy quan sát xem khả năng mỗi bạn lấy được quả bóng màu xanh không cô giới thiệu với các con ba từ thứ nhất từ chắc chắn à chắc chắn nghĩa là sẽ lấy được quả bóng xanh từ tiếp theo có thể có thể là sẽ lấy được hoặc không lấy được bóng xanh từ tiếp theo không thể không thể nghĩa là không lấy được bóng xanh Vậy các con quan sát xem, bạn Mai chắc chắn có thể hay không thể lấy được bóng xanh? Trong hộp của Mai chỉ có quả bóng màu xanh, vậy Mai chắc chắn lấy được bóng xanh. Thế còn của bạn Việt? Trong hộp của bạn Việt có bóng xanh và bóng đỏ, nên bạn Việt chắc chắn có thể hay không thể lấy được bóng xanh? À, bạn Việt, có thể lấy được bóng xanh. Thế còn bạn Nam? Riêng hộp của bạn Nam chỉ có bóng đỏ, bóng quang, không có bóng xanh. Nên Nam chắc chắn có thể hay không thể lấy được bóng xanh. Các con chọn nào? À, dĩ nhiên là Nam không thể lấy được bóng xanh rồi phải không nào? Thế là cô trò mình vừa làm quen với các từ ngữ chắc chắn, có thể và không thể. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng vào các tình huống thực tế và đưa ra lựa chọn phù hợp qua bài tập một nhé. Bài 1, chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp. Ở bài này, chúng ta sẽ lựa chọn từ chắc chắn, có thể, không thể để mô tả các khả năng xảy ra với quả bóng nhé. Các con quan sát bức tranh đầu tiên để xem bạn Việt Sút có vào khung thành không nào. Oh no. Oh no. Ta thấy Việt vừa sút quả bóng nhưng quả bóng đã đi lệch khung thành và sát bên đường biên ngang. Vậy các con hãy chọn từ ngữ nào để điền vào chắc chắn, có thể hay không thể? À, bóng không thể vào khung thành. Tiếp theo, các con hãy quan sát bức tranh thứ hai. Xem bóng chắc chắn có thể hoặc không thể vào khung thành. Cô mời các con quan sát nhé. À, Mai vừa xuất một quả bóng. Quả bóng đã đi vào vạch vôi trước khung thành. Robot đổ người sai hướng rồi nên không thể bắt được bóng. Vậy, theo các con, các con sẽ chọn từ nào? Chắc chắn, có thể hay không thể vào khung thành? Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn bóng chắc chắn vào khung thành. Bức tranh cuối cùng, chúng mình quan sát nhé. À, Nam vừa xuất một quả bóng, quả bóng bay về phía trong khung thành. Gần qua hoạch vôi, nhưng robot cũng đổ người về hướng đó và tài có thể chạm vào được bóng. Vậy, chọn từ nào bóng chắc chắn, có thể, không thể, vào khung thành? À, bóng có thể vào khung thành phải không? Qua bài tập 1, các con đã chọn được từ thích hợp để đoán khả năng xảy ra với quả bóng rồi. Cô trò mình tiếp tục vào bài tiếp theo nhé. Các con ơi, các con hãy quan sát xem, đây là gì? À, đó là những viên xúc xắc phải không nào? Các con hãy cho cô biết, viên xúc xắc có mấy mặt? Chính xác rồi, viên xúc xắc có 6 mặt. Mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm và 6 chấm. Để xem, bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì nhé cô trò mình cùng đọc yêu cầu. Bài 2. Chọn câu trả lời đúng. Mai Gieo một xuất sắc có sáu mặt như sau. Khả năng số chấm xuất hiện ở trên mặt xuất sắc là A. À, 4 chấm. Vậy các con sẽ chọn từ nào? Chắc chắn, có thể hay không thể? Các con biết không? Vì Mai có thể nhận được các mặt từ 1 đến 6. Trong đó có mặt 4 chấm. Như vậy, Mai có thể gieo được xuất sắc có mặt 4 chấm, phải không nào? Thế, Mai có thể gieo được mặt xuất sắc ít hơn 7 chấm, hay không? Các con chọn từ nào? Chắc chắn, có thể hay không thể? Các con quan sát, mặt xuất sắc có số chấm cao nhất là 6. Mai có thể nhận được các mặt từ 1 đến 6, nhưng các mặt nào cũng ít hơn 7 chấm. Nên ta chọn từ nào phù hợp nhất? Đúng rồi, ta chọn từ chắc chắn. Thế, Mai có thể gieo được mặt xuất sắc nhiều hơn 7 chấm hay không? Các con chọn từ nào? Chắc chắn có thể không thể. Các con biết đấy, Mai có thể nhận được các mặt từ 1 đến 6, mặt nào cũng ít hơn 7 chấm. Nên ta chọn đáp án nào là đúng nào? Đúng rồi, ta chọn đáp án là Mai không thể nào gieo được mặt xuất sắc nhiều hơn 7 chấm được. Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án C không thể. Qua bài 2, một lần nữa, các con đã có sự lựa chọn từ ngữ phù hợp với từng trường hợp cụ thể rồi. Cô trò mình lại tiếp tục lựa chọn từ phù hợp trong tình huống thực tế ở bài 3 nhé. Bài 3, chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp. Robot có 5 quả táo, robot tặng táo cho cả 4 bạn. Các con quan sát tranh, robot đang cầm giỏ táo đấy. Các con quan sát xem robot tặng táo cho mấy bạn nào. À đúng rồi, robot tặng táo cho cả bốn bạn. Các con hãy quan sát nha. Vì robot đã tặng táo cho cả bốn bạn và số táo trong giỏ đủ cho tất cả các bạn. Nên bạn nào cũng nhận được táo là chắc chắn. Thế trong giỏ còn lại hai quả táo. Các con chọn từ nào? có thể, không thể hay chắc chắn nào? À, các con thấy đấy, vì trong giỏ có 5 quả táo, robot tặng táo cho cả bốn bạn. Tức là trong giỏ còn lại nhiều nhất một quả táo. Nên nhận xét trong giỏ còn lại hai quả táo là có thể, không thể hay chắc chắn. Đúng rồi, trong giỏ còn lại hai quả táo là không thể thế câu Trong giỏ còn lại một quả táo Thì các con chọn từ nào? Có thể, không thể hay chắc chắn ha? Các con hãy suy nghĩ xem Nếu robot chỉ cho mỗi bạn một quả táo Thì trong giỏ còn một quả táo Nhưng nếu robot tặng hết táo cho các bạn thì sao? Lúc này trong giỏ không còn quả táo nào phải không? Nên trong giỏ còn lại một quả táo, các con sẽ chọn từ nào? Có thể, không thể hay chắc chắn? Đúng rồi, trong giỏ còn lại một quả táo là có thể. Thế, mi nhận được bốn quả táo là có thể, không thể hay chắc chắn nào? Nếu mi nhận được bốn quả táo thì robot không đủ táo để tặng cho các bạn rồi. Nên mi nhận được 4 quả táo là không thể. Thế là cô trò mình vừa vận dụng lựa chọn từ chắc chắn, có thể, không thể vào tình huống thực tế rồi. Cô mong rằng khi gặp những tình huống cần sự phán đoán, các con hãy suy nghĩ, lựa chọn, dùng từ cho phù hợp theo tình huống và không quên chuẩn bị trước bài. Bài 67, thực hành trải nghiệm, thu thập phân loại, kiểm đếm số liệu, trang 108, 109 nhé. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc rồi, chúc các con luôn khỏe, chăm ngoan, học tốt. Chào tạm biệt các con.